Chúa ở cùng anh chị em. Và tin mừng Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy truyền lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban bình an cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng sao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con sẽ vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa vì chủ đại thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu đến Cha, thì Thầy làm như Cha đã chỉ dạy. Đó là lời Chúa. Trước hết chúng ta cảm tạ Chúa về thì Chúa đã ban cho giáo hội cũng như chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Giêsu xuống thế gian vì yêu thương chúng ta và vì muốn chúng ta được bình an và được hạnh phúc, nhất là hơn cứu rỗi. Cho nên người Kitô hữu thiếu bổn phận và trách nhiệm phải lên thánh, bởi vì Chúa chúng ta là đấng thánh. Và chúng ta biết rằng Ngài là đầu, chúng ta là thân thể của Ngài, cho nên chúng ta cũng phải cố gắng lên thân. Và qua tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Chúa về với Chúa Cha để dẫn dỗ cho chúng ta. Có nghĩa là ai cũng được tìm kiếm ở trên thiên đàng cả, không một ai cả. Và Ngài đã lao giải trước muốn cho ta thì hãy bắt thật giá của Ngài và chăm sóc. Cũng như hỡi những ai có nhận của Ngài rằng hãy đến với ta sẽ chân đỡ bổ sung cho các ngươi và hãy học cùng ta thì ta hiểu Ngài và yêu thương trong lòng. Chính thưa các bạn chị em, nhóm chúng ta là nhóm thân thiết, nhóm mà có thể nói rằng rất đẹp lòng Chúa, bởi vì chúng ta đã sống theo con đường của Ngài mang ra, đã đến thăm viếng người chị của mình đang đau khổ, gia đình gặp khó khăn khi tuổi già cao niên mà còn mang thai. Mặc dù mình đang có thai nhưng vượt qua tất cả vì tình yêu. Mang thai ngén đầu bao giờ có rất khó chịu, rất khổ sở, bởi vì đang vận chuyển biến đổi của con người từ chúng ta đến ra của người đàn bà và đang chuẩn bị để đưa qua cái trận, đó là một ngày đi thế mà vượt qua tất cả vì tình yêu, cũng vì tin rằng Chúa sẽ luôn luôn ban bình an mà chúng ta thấy lời của Ngài và lời của Ngài chúc bình an cho các con từ khi Ngài phục sinh. Còn trước với Ngài không phải như chúng ta được ai cũng chưa có chứ không, nhưng mà Ngài không thể hiện, bởi vì Ngài muốn ở mọi người để nhận sự bình an có Chúa là bình an ở đó. Và khi Chúa đã chết đã sống lại, Ngài đã thể hiện bình an của Ngài đúng được thì Ngài đảm bảo bình an cho các con. Cũng như 40 ngày Ngài sống ở trần gian, Ngài cũng ban bình an cho mọi người và Ngài cũng chứng đức tin cho mọi người và Ngài ban cho chúng ta một giới phép mới mà chủ nhật vừa rồi chúng ta đã được nghe một sự việc. Một sự việc đó thì ban cho các con một điều năm mới là các con sẽ yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Vậy như Thầy đã yêu thương các con và chúng ta nhìn thấy Đức Kitô mời gọi chúng ta ai cũng theo ta bước theo ta bắt đầu là Chúa Giêsu đã bước
thương. Ngài đã có một sống của Ngài ngược mấy người lời. Thay vì luật môi xe mắt đầy mắt căng đầy căng luật công bằng, nhưng Ngài vượt trên luật đó, đó là tình yêu yêu thương và tha thứ. Trên thực tế, mọi người vừa tôn vinh Chúa là thương, vừa ghét ác đóng tin vào thập giá và chửi đánh bạch cổ nhổ không có gì đủ mạnh. Và trên thập giá có ai tôn trọng và Ngài đã đứng mắt lên trời nói với mọi người để cha xin tha cho chúng ta chúng ta vì chúng ta điều này chúng ta cũng phải coi như ra để tiến tha thứ cho mọi người bởi vì đầu óc chúng ta vì đầu óc mà chúng ta có thể xuất phát. Vì sao vậy? Bởi vì cái xấu bắt đầu từ trong xuất ra. Và chúng ta cũng có cái quyền suy nghĩ kết án chúng ta không được cách và chỉ là chính mà thôi. Vậy có đường để đến của Ngài là được yêu thương không cần là phải luật tình yêu. Và cái thứ hai là chúng ta thấy luật tha thứ. Luật tha thứ là Ngài tha thứ hết tất cả mọi người, không chỉ một ai mặc dù nhìn thấy họ đánh và họ xỉ và họ ép ai nhưng Ngài luôn để cha xin tha. Vì sao vậy? Bởi vì Ngài cầu nguyện với Chúa Cha là Cha, con muốn là những người cha ban cho con thì con cần ơn Chúa cũng ở đây với con để Chúa chi ơn với con mà Cha đã ban cho con. Tất cả mọi người đều là con của Chúa. Ngài không muốn một ai. Rồi một luật tình yêu nữa nằm trong một trong ba đó là tình yêu kiên thiết. Ngài xuống trần gian để dân rồi Ngài chết trên thập giá để dân vì tội chúng ta, vì muốn cứu độ chúng ta và cũng để thể hiện tình yêu đến dân đó một tình yêu vượt trên tất cả tình yêu vĩnh không vô hủy lợi. Và tình yêu đó thể hiện Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là tự sống ra, Ngài là tất cả khi Ngài còn sống và khi cả chết và sống lại Ngài vẫn cũng là và Ngài còn ban cho các tông đồ. Cho nên thời xưa 261 các tông đồ đang giảng và làm tất cả các điều chúng ta mở mắt người mù mở tai người điếc người chết sống lại người liền họ hiểu được và nhiều các bạn cho nên một bài giảng của các tông đồ cửa tông hơn 7.000 người rồi hơn 4.000 người mới ngàn người các tông đồ các tông vậy cho nên ta nghe bài người em sợ đó chỉ ra tập rất rõ là chọn được rất tốt và bài đi đường hôm nay là luôn đau cho chúng ta tình tình an khi chúng ta sống theo tình yêu gì cho biết những phần chúng ta để chồng vợ con và biết những phần trong việc phản ái hay chị em ta đã tâm thành quý phản ái hy sinh tiền của hy sinh công việc và hy sinh những điều cầu nguyện cho mọi người và hãy cố gắng cầu nguyện hơn bởi vì cho thì có phúc hơn cả thân đấy là những thứ khác nhưng là đấy là những thứ khác được vì ngài một tình yêu vô bất chung với Chúa nhưng mà Ngài vẫn yêu thương Ngài vẫn ra tay để chờ đó mời mọi người đến với Ngài một tình yêu nhân dân một tình yêu tha thứ cả kẻ yêu thương cả kẻ thù nghịch một tình yêu bất chung hãy quay trở về bởi vì con đường lên thiên đàng của Ngài và cái thiên đàng của mọi người đang ở trên đấy chúng ta chỉ có tin vào Chúa và đi vào con đường tình yêu của Chúa thì chúng ta mới được lên thiên đàng còn chúng ta không lên Ngài không kém bởi vì thầy Agustino nói thiên chúa tạo dựng con người nhưng chúng không phải thiên nhiên con người nên thiên chúa cứu con người ước gì được chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ tình yêu của Chúa là tình yêu nhân dân. Nhân dân thì người đi, nhân dân thì con người, nhân dân thì mọi người là đều là anh em với nhau. Một tình yêu tha thứ để tìm người khác và ngày khác tin thương không cảm phải tha thứ. Mặc dù người đó khác biệt với mình, nhưng đừng bao giờ trả thù và bị cả cho nên cái hậu quả thêm hậu quả xấu. Rồi một tình yêu trở lại với Chúa con người một dòng yếu đuối thì cần phải nhìn lại để biết Chúa thì mình và biết con đường mình phải chọn như thế nào.
mình với chúng ta một ngày.